Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái tool đổi ổ cứng 7 này mà sử dụng cái tool của máy tính ha. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái phần mềm GC lên. Thì sau đó nó sẽ đến khung đăng nhập á, các bạn đăng nhập IDC vô là được thôi. Rồi, bật qua cái ổ cứng, lúc này các bạn chưa có gắn vào, các bạn thấy nó đâu có hiện cái bọt đâu. Và lúc mà các bạn gắn cái máy vào, lúc này nó sẽ hiện cái bọt lên. Nếu mà nó hiện nhiều bọt thì các bạn refresh một cái. Không, các bạn refresh cái ra cái bọt mong muốn thôi, sau đó các bạn open. Còn nếu nó không hiện cái bọt là các bạn chưa có cài driver, các bạn sẽ cài bá driver trên đó vào là xong. Open port. Rồi khi các bạn open port xong rồi thì các bạn sẽ load cái ổ cứng này ra, query info, nó sẽ ra cái thông số của cái ổ cứng. Nếu như các bạn chỉ việc làm wifi á, thì các bạn chỉ việc nhấn vào đây, unbuilding wifi một cái là ok, không có cần phải làm bất cứ thao tác gì hết, nhấn vào nó mở ra một lần một là xong, xài hoài. Còn nếu các bạn làm allow IPad thì các bạn chỉ việc đổi serial number, đổi địa chỉ wifi, đổi địa chỉ bluetooth cho nó giống như là cái thông tin mà các bạn mua được á là ok, không cần phải format hay là đổi boot gì hết đó. Các bạn đổi cái dòng này, các bạn nhấn write vô dòng đó nó là ok thôi. Thì sau khi các bạn write vào rồi, các bạn sẽ query info lại một lần nữa để xem, kiểm tra lần nữa xem nó chính xác hay chưa. Rồi trường hợp thứ ba nữa là các bạn sẽ đổi boot ổ cứng. Nếu như các bạn muốn làm iPhone 6s mà các bạn không có ổ cứng 6s, các bạn có ổ cứng 7 đúng không, hoặc là ngược lại, thì các bạn sẽ phải format nó một cái, format ổ cứng một cái, nhấn vào format và nhấn ok, chọn cái dòng đầu tiên á, format system các bạn ha, nhấn ok một cái, các bạn verify một cái mất hết thông tin mà không. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái boot chúng ta mong muốn, ví dụ đây mình chọn boot iPhone 7 đi, nó có rất là nhiều model, các bạn chọn cho trùng cái model các bạn mong muốn là được. Rồi sau đó thì các bạn sẽ write nó vào ở đây, nhấn cái này cái nó sẽ write vào và nó báo ra ok rồi, các bạn sẽ query info cho nó hiện lên và các bạn thay đổi thông tin cho nó trùng với lại cái máy của các bạn cần đổi ổ cứng là được. Nhớ là địa chỉ wifi, bluetooth và siri để active nha các bạn, ở thời điểm mình làm clip này thôi, còn mai mốt nó hiện lên những cái khác thì mình không biết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ backup cái ổ cứng lại, ví dụ như các bạn có cái ổ cứng các bạn cần backup cái thông tin lại để dành đó, thì các bạn nhấn vào backup. Các bạn chọn cái đường dẫn để các bạn lưu cái file này lại. Và các bạn nhớ nha, chọn đường dẫn nào nhớ cái đường dẫn đó để sau này chúng ta mở lên. Rồi nó báo vậy là ok đó các bạn thấy không? Nhớ cái đường dẫn, ở đây mình lưu ra desktop để cho dễ ví dụ cho các bạn dễ hiểu á. Bây giờ mình sẽ xóa thử một cái dòng này và mình nhập lại một số nào đó mình write vô. Rồi, mình query info lại một lần nữa coi nó đúng chưa. Rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ restore lại cái thông tin của cái ổ cứng lúc nãy mình backup lại á để coi nó có hiện ra đúng cái thông tin mà chúng ta backup mới nãy hay không. Quay lại một cái nữa. Rồi thì trường hợp các bạn nạp full và restore full, nạp full mà nó lỗi thì các bạn có thể format và các bạn nạp lại cái boot của zin của GC á, sau đó thì các bạn sẽ đổi Siri wifi và bluetooth bằng tay cho nó chuẩn ha. Như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video rồi, chào các bạn, chúc bạn thành công.